ไม่ถ่ายนะเอามาเซฟกระดาษให้หมดสวยดีอ่ะnăm nay là gọi là đeo áo U10 rồi. Nhưng mà vẫn là 9 nhưng phải đeo U10. Thế em năm nay là 2 mấy? Các em 2006 à? À, năm nay học nó mờ rồi. Vào đội bóng lữ nữa hả? Tennis. Ping pong. À, từ công an à? Rồi, ok. Bolisa. Ok. Bao nhiêu? 10 năm bao nhiêu? Cứ thứ bảy chủ nhật coi như kín ra nhà từ sáng lên chiều các đứa á đâu người ta nói tembo không cái tượng là tembo Peppa tembo cái tượng là tembo ông này là vừa huấn luyện viên 202 vừa 203 này của tembo này bọn đấy đá 7 cộng người nhỉ đá 7 cộng đá outside rồi. Bắt đầu là outside rồi đấy. Sân còn sang năm thì bắt đầu đá cả sân. 13 đá cả sân. Mới bắt đầu từ 13 trở đi là đá cả sân rồi đó. Đá cả sân thế nhưng mà hay thoải mái. Không official thì vẫn là 7-1 nhưng mà 14 thì là đá cả sân official. Ví dụ như cái giải này là official nhá. Thì là nó chỉ là 5-1 thôi. Còn cái 7-1 của nó thì là nó không tổ chức official thì có thể là chơi. Khi mà đến 4 giờ tiếp.